người thì dùng xô, bao tải vận chuyển đất, đá, người dùng cuốc, sảnh san lấp mặt đường. Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo sen lẫn bụi cát, sỏi, xi măng, những đôi tay của cán bộ, chiến sĩ vẫn thoan thoát, khéo léo và cẩn thận trong từng công đoạn. Chiến sĩ nông văn thế, đại đội 3, tiểu đoàn 1, lữ đoàn công binh 575, chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi tham gia làm đường giúp dân, tuy có mệt nhưng thấy rất vui, tự hào vì đã góp một phần công sức cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới hai xóm Phúc Thành và Làng Lẩm, xã Hóa Trung, hiện có hơn 400 hộ dân, ngoài dân tộc Kinh, có đông đồng bào dân tộc Sán Diều, Tày, Nùng sinh sống. Con đường đi qua địa bàn hai xóm trước đây chật hẹp, dù đã được bê tông hóa nhưng qua thời gian nay đã xuống cấp, mấp mô, mặt đường đầy ổ trâu, ổ gà, trơn trượt mỗi khi mưa xuống, người dân đi lại khó khăn, thiếu an toàn. Theo Đại tá Phạm Thanh Quang, chính ủy lữ đoàn công binh 575, thực hiện phong trào, lực lượng vũ trang quân khu một trung sức xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi có kế hoạch của trên, lữ đoàn đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nghiên cứu, khảo sát và cử 30 cán bộ, chiến sĩ cùng các loại phương tiện, máy móc giúp địa phương thi công đường giao thông nông thôn có chiều dài 2.000m, bề mặt đường rộng 5m, độ dày 18cm. Đồng chí Trần Quốc Vụ, Bí thư Chi Bộ Xóm Phúc Thành chia sẻ. Có con đường bê tông rộng rãi, đi lại an toàn là mong muốn từ lâu của bà con khu vực này bây giờ mong muốn ấy đã thành hiện thực cấp ủy chính quyền và nhân dân hai xóm rất cảm động tình cảm của người dân đối với bộ đội càng thêm khăng khít gắn bó